Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Hyundai Accent nhé, dòng xe thuộc phân khúc cỡ B sedan của nhà Hyundai. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp ngày 14 tháng 8, em xin được cập nhật những cái chính sách giá bán được tăng cường giảm giá ở cái thời điểm giữa tháng 8 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe Hyundai Accent ở thời điểm này sẽ có thể nắm được. Hiện tại thì Hyundai Accent được bán ra thị trường với 4 phiên bản, trong đó có bao gồm 1 phiên bản số sàn và 3 phiên bản số tự động anh em ạ. Ở trong cùng phân khúc thì Hyundai Accent đang có cái mức giá cạnh tranh cực kỳ mạnh ở cái phân khúc cỡ B sedan này. Ví dụ như là cạnh tranh với chiếc xe Toyota Vios, cạnh tranh với chiếc xe Honda City. Nhưng ở cái thời điểm vừa rồi thì Hyundai được kích cầu giảm sâu về tiền mặt và cũng rất nhiều xe để cho anh em có thể là lấy ngay, nên là cái doanh số của dòng xe Hyundai này bán nhiều hơn so với cái chiếc xe Toyota Vios ở thời điểm vừa rồi, đúng không ạ? Và thời điểm này cũng thế thôi, bên em vẫn kích cầu giảm sâu để đẩy chỉ tiêu, đẩy doanh số và xả ngầu để cho anh em dễ dàng mua xe với cái mức giá tốt nhất và cạnh tranh nhất anh em nhé. Không để anh em đợi lâu nữa, em xin phép được đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản ngay bây giờ để anh em có thể nắm được. Đầu tiên, em muốn chia sẻ với anh em cái phiên bản Hyundai Accent 1.5 MT phiên bản số sàn. Bản này thì đang có mức giá là 439 triệu. Hiện tại chính sách giá bán của đại lý bên em đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 50% lệ phí trước bạ anh em ạ. Giá xe còn lại chỉ còn vào khoảng 415 triệu thôi anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình về khuyến mại, về phụ kiện, về quà tặng nữa thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 490 triệu, trả góp thì đang là 138 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 481 triệu, trả góp thì đang là 129 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 463 triệu, trả góp thì đang là 112 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí đăng ký cố định, ví dụ như là phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Với những anh em ở khu vực miền Trung hoặc là những cái tỉnh xa khu vực ở Hà Nội ấy, thì bắt buộc phải cộng thêm cái chi phí vận chuyển xe anh em nhé. Đó, hiện tại thì cái chính sách giá bán của bên em đang hỗ trợ rất là tốt rồi. Nếu anh em cảm thấy phù hợp thì hoàn toàn có thể gọi điện cho em để em hỗ trợ đặt xe và có những cái chính sách giá bán cởi mở nhất và cạnh tranh nhất để gửi tới anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Hyundai Accent 1.5 AT tiêu chuẩn. Với cái phiên bản số tự động tiêu chuẩn này vẫn là một trong những cái dòng xe mà thực sự là rất nhiều anh em quan tâm và lựa chọn, và có cái doanh số cao nhất của 4 phiên bản của dòng xe Hyundai Accent này anh em ạ. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì cái dòng xe Hyundai Accent này cũng được hỗ trợ là giảm trực tiếp tiền mặt lên đến gần 50% lệ phí trước bạ anh em ạ. Giá xe thì đang là 489 triệu, đấy là cái giá mức giá niêm yết. Sau khi trừ tiền mặt thì giá xe còn lại là 489 triệu. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 550 triệu, trả góp thì đang là 151 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 540 triệu, trả góp thì đang là 142 triệu. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 522 triệu, trả góp thì đang là 123 triệu. Với cái phiên bản 1.5 AT tiêu chuẩn này thì bên em đang cực kỳ nhiều xe sẵn xe để giao ngay, và cái mức ưu đãi như em đã chia sẻ thì hoàn toàn có thể gửi tới anh em những cái phần quà vô cùng đặc biệt hơn nữa anh em nhé. Đó, hiện tại thì em đang có rất nhiều xe để giao ngay tất cả các phiên bản, và cái phiên bản em đang chia sẻ tiếp theo đó là cái phiên bản 1.5 AT đặc biệt. Đặc biệt cái phiên bản này cũng được hỗ trợ giảm sâu, giá xe niêm yết đề xuất là 529 triệu. Giá xe khi mà đã được giảm thì còn lại đang bán cho anh em là 506 triệu. Những cái chính sách giá bán nó luôn cởi mở. Đối với những anh em thiện chí gọi điện trực tiếp cho em thì lúc đó cái chính sách giá bán nó sẽ còn tốt hơn rất nhiều anh em ạ.
Về quà tặng thì đặc biệt là bên em có những cái phần quà linh hoạt, ví dụ như là dán phim cách nhiệt, thảm sàn da, camera hành trình, bảo hiểm thân vỏ. Đó là cái phụ kiện tùy chọn để cho anh em có thể là lựa, khi mà muốn lấy những cái phụ kiện nào thì hoàn toàn có thể là cân nhắc để lựa chọn anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại Hà Nội, anh em cần chuẩn bị cho em là 591 triệu, trả góp thì đang là 162 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 581 triệu, trả góp thì đang là 151 triệu. Còn anh em ở tỉnh cần chuẩn bị cho em là 563 triệu, trả góp thì đang là 133 triệu. Đó, đây là cái tổng lăn bánh chưa bao gồm chi phí đăng ký trọn gói của cái phiên bản 1.5 AT đặc biệt này. Hiện tại thì anh em phải cảm thấy phù hợp với cái mức giá em chia sẻ thì anh em hãy gọi cho em nhé, thì lúc đó em mới có những cái chính sách để bán tốt hơn được. Còn đâu anh em nào mà chưa đủ tiền muốn mua qua trả góp với cái mức đầu tư, với cái mức chi phí thấp nhất và có cái lãi suất ngân hàng tốt nhất thì anh em cũng có thể gọi điện cho em, vì hiện tại bên em có thể hỗ trợ cho anh em vay mua xe, chỉ cần chuẩn bị đâu đó vào khoảng 80 triệu thôi với cái phiên bản 1.4 AT đặc biệt này này thì hoàn toàn có thể mang xe về rồi anh em nhé. Và cuối cùng em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản 1.5 AT cao cấp. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 569 triệu. Chính sách giá bán của bên em cũng đang hỗ trợ giảm sâu về tiền mặt và tặng anh em những cái phần quà vô cùng đặc biệt khác nữa. Vậy thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 637 triệu, trả góp thì đang là 172 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 626 triệu, trả góp thì đang là 161 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 608 triệu, trả góp thì đang là 143 triệu. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Hyundai Accent ở thời điểm dịp giữa tháng 8, tức hôm nay là ngày 14 tháng 8 năm 2024, rất là chi tiết cụ thể rồi. Nếu anh em nào muốn có giá tốt hơn nữa và giá chi tiết thì vui lòng gọi điện cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký ủng hộ kênh của em, cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.